Chào mừng các em đến với buổi học phép y thuật ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, cô sẽ dạy các em cách học làm bột tiến hóa các con vật. Và cũng như các em thấy ở đây, chúng ta có 3 con vật. Đầu tiên, đó chính là cừu. Thứ hai là quỷ lùn. Và thứ ba, đó chính là con gà. Và các em có bao giờ thắc mắc nếu những con vật này tiến hóa, chúng sẽ tiến hóa thành con vật gì không? Và trên tay cô, đây chính là bột tiến hóa mà cô đã pha sẵn rồi nè. Và đầu tiên, đây chính là con cừu. Và nếu mà cừu tiến hóa thì sẽ thành con gì? Đó chính là... Và bạn nào có thể cho cô biết con cừu này sau khi tiến hóa thì tiến hóa thành gì không hả? Ồ, mọi người ơi, nhìn kìa. Mới đầu là cái con cừu này là con cừu bình thường thôi. Tự nhiên được tiến hóa xong nó có thêm 2 cái sừng bằng vàng luôn kìa mọi người. Đúng, chính xác. Đây là cừu 2 sừng bằng vàng. Và nó rất rất là quý hiếm luôn nha. Rồi tiếp theo cô làm mẫu đến cái con quỷ lùn này là quỷ lùn mà tiến hóa thì sẽ tiến hóa thành dân làng. Ui. Trời. Và bên này, ở bên này đó chính là con gà. Và có bạn nào biết nếu con gà này tiến hóa thì sẽ tiến hóa thành con gì không? Con gà tiến hóa thành gì hả? Con này tiến hóa thành con bò nè. Nghe tào lao dịch ông bị vậy. Con gà làm sao mà tiến hóa thành con bò được? Con gà thì em nghĩ rằng là nó sẽ tiến hóa thành con khủng long đúng không cô? Trời ơi, con khủng long chắc chắn, khủng long rồi, 10 điểm chắc. Đúng không cô? Sao mà thành khủng long được? Thôi được rồi, để cô tiến hóa cho bọn em biết rốt cuộc là nó biến thành con gì nha. Phew! Tang tang tang. Ủa? Ủa gì mà con gà nãy trắng bóc mà tiến hóa thành gà quay hay sao mà đen thui lùi vậy cô? Bạn nào muốn xem chi tiết nó là con gì thì có thể di chuyển đến lên trên này để nhìn nha. Ồ, đâu? Ủa, cái này là con chim cánh cụt mà mọi người. Ủa sao tiên con gà biến thành chim cánh cụt ta? Vô lý vậy? Ủa hay vậy? Ủa gì vô lý vậy trời? Ủa nhưng mà cô ơi, tính ra cái bột phép này hay quá à. Hay là cô chỉ bọn em làm đi cô? Thì tất nhiên là buổi học hôm nay chính là buổi học dạy chế tạo làm bột phép này mà. Rồi các bạn về chỗ lấy sách vở ra ghi và để cô dạy nào. Dạ. Trời hay quá, hay quá. Vừa rồi ta đã đưa cho các em công thức chế tạo bột phép. Và bây giờ các em hãy đi cùng ta ra vườn thuốc phép thuật để đi lấy nguyên liệu chế tạo bột thuốc nha. Rồi các em đi theo ta. Trời ơi mấy bạn ơi, đây là lần đầu tiên Phong mới được ra vườn thuốc để hái thuốc á mấy bạn. Cảm thấy hồi hộp quá à. Giới thiệu với các em, đây chính là cái vườn thuốc phép thuật của trường chúng ta. Các em có thể nhìn quanh nha. Trong đây có rất là nhiều loại thuốc quý hiếm. Và bây giờ thì cô sẽ đưa các em đi tham quan cái vườn thuốc này nha. Rồi đầu tiên chúng ta qua bên này trước đi. Rồi các em đi theo cô nào. Dạ vâng ạ. Mọi người ơi đi nhanh lên. Đi thôi. Giới thiệu với các em, đây chính là vườn cây sự sống. Wow, vườn cây sự sống á. Ủa vườn cây sự sống là cái gì vậy cô? Câu hỏi hay lắm. Nếu các em không biết ý, thì cây sự sống là một loài cây có thể tạo ra được những cái con động vật sống. Khi mà nó trưởng thành, nó sẽ tạo ra những cái con động vật. Đây, em có thể nhìn này. Ở trong đây, ví dụ em ở đây là nhìn có hình con lợn đúng không? Đó, thì sau khi nó trưởng thành, nó sẽ có một con lợn hiện lên. Đó, còn nếu mà đây là con gà, đó, thì sau khi nó trưởng thành thì sẽ có một con gà xuất hiện. Vườn cây sự sống ghê dữ trời. Tính ra rõ giờ á, chỉ có động vật mới sinh ra động vật thôi, chứ thực vật làm sao sinh động vật được. Cô nói xạo à. Đúng rồi, có phải là cô lừa bọn em đúng không? Từ trước giờ em chỉ nghe là con heo mẹ nó đẻ ra con heo con, hoặc là con gà mẹ nó mới đẻ con gà con thôi. Chứ làm gì có chuyện mà cái cây nó đẻ ra con gà hay là cái cây đẻ ra con heo được. Cô lừa bọn em đúng không? Thế thì chắc là em lại quên mất đây là vườn cây phép thuật rồi. Thì đây em không tin đúng không? Để cô chứng minh cho em xem này. Em nhìn ở trong đây, trong đây có phải là con gà con không? À đúng rồi. Rồi sao cô? Đúng vậy, đây là con gà con đúng không? Và em nhìn đây. Ôi. Wow. Trời ơi mọi người, nó đẻ ra con gà thiệt luôn kìa. Ui mấy bạn ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy là một cái cây có thể đẻ được con vật đó nha, gì ghê vậy. Ủa coi cô, có phải là cô giấu con gà trong đó đúng không? Mọi không tin đâu. Vậy giờ cô thử cô miếng con bò coi nè. Ở trên này có con bò nè. Cô biết là con bò. Con bò đúng không? Và khi những cái con động vật này sinh ra, nó có thể sinh trưởng và phát triển giống hệt như là những con động vật bình thường luôn. Đây, cô bấm cho con nha. Đó, đây là con bò nè. Ủa, khoan, con bò đứng im mà cô xạo đâu. Ui. Trời, nhìn kìa. Đó. Ui, hay dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi,
mấy bạn ơi, tôi cảm thấy cái khu vườn phép thuật này bắt đầu hơi bị thú vị rồi nha. Ê, mọi người bây giờ á, ở chỗ này còn nhiều mấy con vật khác quá nè, chẳng hạn như có con thỏ nè, rồi ở đây có con gấu tuyết nè. Bây giờ mọi người thử đi, giờ Simi nè, Simi thử coi có biến được con gấu tuyết không. Rồi ok, để tôi thử nha. Ngon quá à. Đây chạm thử cái chạm thử đi. Ui wow, dễ thương quá à. Chào bạn gấu tuyết nha. Ê Sim ơi, sao tiện gấu tuyết nó cứ chu cái đít vô mặt tôi vậy. Trời ơi con gấu tuyết này. Ok, ở đây là có con thỏ nè. Đâu bây giờ bạn Kairon thử đụng vô coi ra con thỏ không Kairon. Đây để tôi thử ra. Hủy ốm bà la Simo. Ui nó ra thiệt nè. Ui nó nhảy tưng tưng luôn kìa mọi người. Ơi đuổi nó nhảy tưng tưng luôn rồi. Xong chạy ra ngoài kìa rồi. Ê, không được ra ngoài trường nha bạn nha. Tính ra nhà trường cấm không cho ra ngoài trường mà. Đi vô. Ai cho ra ngoài trường vậy? Con thỏ nó chạy ra ngoài kia luôn rồi không ơi. Ok mọi người ơi, wow, đúng là vườn cây phép thuật các bạn ơi, nhiều điều kỳ diệu quá. Mấy bạn thấy cái vườn cây này như thế nào? Mấy bạn thấy có thú vị không? Nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình thấy cái vườn cây này xịn quá mấy bạn ơi. Ok, ủa coi còn cái gì đặc biệt hơn nữa không cô? Có chứ, trong đây còn rất là nhiều loại cây quý hiếm. Ví dụ như là ngoài cái cây sự sống này ra thì còn bên kia, bên cây còn rất là nhiều. Đây các em đi theo ta. Dạ, trời ơi, vườn cây này đặc biệt quá à. Đây là loài cây có tên là hoa ốc sên. Ủa cô ơi, tại sao cái cây này lại được đặt tên là cây ốc sên vậy cô? Tại sao không đặt tên cho nó là một cái cây nào đó, chẳng hạn như là cây sao biển nè, hay là cây san hô gì đó, nghe cho nó tay tay, nghe cho nó xịn xịn. Chứ nghe gì cây ốc sên, nghe nó phèn quá cô ơi, nghe nó xấu nữa. Đúng rồi. Nó không phèn đâu, mà nó thể hiện ra cái chi tiết của cái cây đó đó, em nhìn thấy không? Khi mà nó lớn lên à, là cái lá của nó xoắn lại nhìn như con ốc sên vậy á. Đúng rồi ha. Tính ra là cô nói mình mới để ý nè các bạn ơi. Cái lá của cây này nó xoắn lại nhìn y như là cái vỏ của con ốc sên vậy các bạn. Ui, tính ra là đặc biệt quá ha các bạn ha. Tính ra là cái cây nào trong đây cũng có một cái điều đặc biệt của nó luôn các bạn. Ủa mà khoan coi, vậy cái cây ốc sên này á thì mình có dùng để chế thuốc hay là làm thức ăn hay là để làm gì được không cô? Tất nhiên là sử dụng để chế thuốc rồi. Và cái thuốc này nó rất 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 là đặc biệt luôn. Đó chính là loại thuốc chậm chạp. Thuốc chậm chạp á? Ủa, thuốc chậm chạp là sao cô? Thuốc chậm chạp á, có tác dụng khiến cho một con người nhanh nhẹn, sẽ đi chậm, nói chậm. Và ở đây thì cô cũng có thuốc làm chậm đó. Không biết có bạn nào dám uống thử không nhỉ? Ủa? Trời ơi, Nãy giờ mọi người thử hết rồi, giờ để tôi. Chừng á, thuốc làm chậm á, coi chừng nguy hiểm lắm á đâu. Nguy hiểm gì con? Quăng vô em đi. Bạn nào không muốn thử thì đứng tránh xa nha, Dạ. Trời ơi, mọi người đi ra xa ra. Mọi người ơi, mà thôi ra bên ngoài này cho nó rộng rãi nè. Bây giờ cô thử cho siro bị chậm lại cô cho bọn em xem thử coi chứ bọn em không tin đâu. Các bạn đứng tránh xa nha, cẩn thận nha. Hey. Dạ. Ôi, trời thối cho người siro nè. Ủa rồi, ông bị gì không? Ông có cảm thấy mình bị chậm không đâu? Ủa khoan đợi. Hình như là tôi cảm thấy bình thường mà. Ê, mọi người ơi, tính ra là ổng nói có một cái câu ngắn ngủn vậy thôi mà ổng dùng 3 tiếng đồng hồ để ổng mới nói xong luôn á mọi người. Ôi trời, nói chậm kìa. Ê, ổng hình như là ổng bị nói chậm mà ổng cũng bị đi chậm nè mọi người coi. Ổng di chuyển cực kỳ chậm luôn. Trời ơi trời. Ôi cô, vậy cái thuốc này á là nếu như mà không uống thuốc giải á là sẽ bị chậm vậy suốt đời luôn hả cô? Đúng vậy. Trời ơi mọi người, vậy nếu như bây giờ bọn mình khỏi trong rồi uống thuốc giải đi thì ổng sẽ bị chậm như thế này á. Nhiều khi á, một tí nữa bọn mình vô nhà ha, bọn mình ăn trưa nè, rồi sau đó đến chiều mình ăn chiều, rồi ăn tối xong mình đi ngủ luôn. Rồi mà lúc đó ông Rô ổng vẫn còn chưa vô được trong trường nữa. Không có giỡn vậy nha. Rồi, mệt quá mấy bạn ơi. Nói chuyện với ông Rô chắc đến năm sau chưa nói xong nữa trời. Go, ngon hàng rap đi xem còn rap nhanh được nữa không. Đúng rồi ha. Tính ra các bạn là ông Rô ổng rap, mình nghe ông Rô ổng hay rap rất là nhanh luôn các bạn ơi. Không biết bị chậm gì ông Rô ổng rap chậm. Tôi rap bài gì? Hello đại chiến bài ba. Hello đại chiến. Thôi được rồi, tôi biết ông cố gắng lắm rồi. Thôi được rồi, trả
chạy hét quài. Mấy bạn ơi, thôi mình nghĩ là chúng ta không nên kêu ổng ráp nữa bạn. Ổng mà ráp á thì chắc 10 năm sau bọn mình già luôn rồi, ổng chưa ráp xong nữa. Thôi rồi cô ơi, bây giờ mình vô mình tham quan tiếp đi cô, mệt quá. Ai, cô ơi cô, bây giờ á bọn em là muốn chế tạo thêm nhiều những loại thuốc khác nữa cô. Cho nên là bây giờ cô có thể nào mà giới thiệu cho bọn em thêm những cây thuốc nào lạ lạ nữa không cô? Được, giới thiệu cho em, đây là một loài cây gọi tên là cây khô héo. Ủa mà cô ơi, mấy cây khô héo này á, em nhìn thấy bọn nó xấu hay mồ à. Liệu rằng bọn nó có dùng để chế thuốc được không cô? Em thấy bọn nó nhìn có vẻ hơi bị vô dụng á cô ơi. Rồi, nó không hề vô dụng đâu nha. Loài cây này á, có thể giúp chúng ta chế được một loại thuốc, đó chính là thuốc làm người ta chóng mặt và mệt mỏi. À, vậy có nghĩa là cái cây này là cây khô héo, cho nên là khi mà chúng ta chế thành thuốc chúng ta uống vô thì người chúng ta sẽ bị khô héo lại, rồi chúng ta sẽ bị chóng mặt mệt mỏi hả cô? Chính xác luôn, bạn Phong cận giỏi ghê nha. Ồ, trời ơi, tính ra là lão ha. Ê, từ nãy giờ á thì mấy bạn thử hết rồi, hay là bây giờ cái cây khô héo này cô cho em thử đi, để coi coi em có bị chóng mặt thiệt không, chứ em không tin đâu. Được được được, bây giờ bạn Mr. Vịt bạn đi ra ngoài nha, nếu không thì bạn cũng bị chóng mặt theo đó. Mọi người, mọi người. Không sao, nguy hiểm lắm á. Yên tâm đi, tôi chịu được mà, tôi con trai mạnh mẽ hiểu không? Ok rồi, mọi người tránh 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 ra nè, coi chừng bị trúng á. Rồi bây giờ chuẩn bị nào, bạn Phong còn chuẩn bị nha. Hey, chiu. Dạ rồi. Ủa? Rồi em thấy gì đâu? Ui, em chắc chưa? Ui, ui trời, mọi người nhìn nè. Sao tiên mình thấy xung quanh nó xoay tròn tròn rồi nó điên đảo quá. Ôi trời, ơi cô ơi. Không, ơi, tôi không biết là tôi có bị gì không nữa mà tôi thấy giống như là có động đất vậy đó, xung quanh nó đang nghiêng qua nghiêng lại. Ôi trời cô ơi, em chóng mặt quá. Cô làm ơn cho em thuốc giải cô ơi. Đây đây, em uống sữa này vào. Ôi, em lụm không được rồi cô. Em lụm không được. Nhức đầu quá. Ôi được rồi, được rồi. Rồi nhanh nhanh nhanh, uống mau uống mau. Ôi trời. Ôi trời ơi mấy bạn ơi. Ghê quá. Trời ơi Sam ơi, bà không biết đâu, hồi nãy tôi bị chóng mặt mệt mỏi, hồi tôi thấy xung quanh á lắc lư, hồi sợ lắm luôn á. Trời ơi trời. Mình lo quá à. Mình là một con người rất là mạnh khỏe luôn nha, mà mới vừa uống vô có tí thôi là mình thấy xung quanh nó lắc lư, trời ơi chóng mặt lắm luôn á. Mấy bạn có thấy chóng mặt hay không? Nhớ bình luận ở cho mình biết nha, chứ mình chóng mặt lắm luôn á mấy bạn. Nhưng mà cô ơi, tính ra từ nãy giờ em để ý á nha, là mấy cái thuốc phép thuật này nè, toàn là mấy cái thuốc gây hại không à. Em thấy nó đâu có ích lợi gì đâu. Vậy liệu có một cái loại thuốc nào đó có thể giúp cho tốt cho con người không cô? Tất nhiên là có chứ. Đây em đi theo cô đi, em đi theo cô. Dạ dạ dạ, ok ok. Em nghĩ rằng là chắc là sẽ có một cái loại thuốc nào đó giúp cho mình có cơ thể sáu múi luôn đúng không cô? Em là em muốn có cơ thể sáu múi là có gì cô làm thuốc cho em đây, đi. Bên này, hả? Loài cây này nó có tên là cây chân thỏ. Cây chân thỏ? Ủa cây chân thỏ là cây gì cô? Là cái chân của con thỏ hả? Trời ơi, đấy là hình tượng thế thôi. Tại vì loại cây này á, nó có tác dụng là khiến cho chúng ta nhảy cao như loài thỏ vậy, nên là người ta đặt tên vậy á. À, cái cây này khi uống vào thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhảy cao như thỏ luôn hả? Ủa gì? Vậy cô thử cho bọn em dùng thử đi cô. Dùng thử hả? Có bạn nào xung phong lên dùng thử không ta? Trời ơi, chứ để tôi mấy cái này tôi vào giò lắm. Đây này. Rồi, bạn Mr. Việt chuẩn bị nha. Ủa đâu có thấy gì đâu. À, đâu thử đi ra ngoài nhảy lên coi dịch coi có nhảy cao được không? Đấy, bình thường mà chứ thường nhún cái nè. Ôi trời. Ôi trời. Nhảy cao vậy. Ôi. Trời. Trời ơi mấy bạn có thấy gì không? Ông dịch ông nhảy một phát cái ông bay tuốt lên trên trời luôn bạn ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Đâu dịch ông thử nhảy xem nào. Không gì nè, tôi nhảy Phong qua giờ tôi nhảy hơi cao luôn rồi. Hây cha. Trời ơi. Nhảy tuốt lên trên trời mây luôn bạn ơi, cái gì ghê quá vậy? Trời ơi trời. Ôi dịch ông bay trên đó ông có thấy được cái nóc nhà của trường học mình không? Ôi tôi nói ông nghe là ông phải thử thì ông mới biết được. Cô giáo ơi cho Phong cận thử đi. Trời ơi cái này á, ông lên trên ông nhìn được hết trường mình luôn, ghê cực. Thiệt hả cô cho em dùng thử cô. Trời ơi em nghe thích của cô ơi. Trời ơi thế này chắc bạn nào cũng muốn thử quá à. Nhưng mà thôi được rồi, cô ưu tiên đó nha. Rồi cho em thử trước cô. Chuẩn bị nào, thấy chào. Ok rồi. À ok bạn ơi, mấy ông coi tôi nhảy nha. Mấy bạn coi tôi nhảy à. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Ủa sao vậy? Ủa coi hình như thuốc này hết hạn sử dụng rồi cô ơi.
Từ từ, bạn chuẩn bị lại, đi lại. À đâu đâu, cô chọi thuốc khác vô coi, hình như cái bình nãy hết hạn sử dụng rồi. Rồi rồi, đây đây, cô chọi lại nè. Okay. Đó. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, hey. Wow. Ui. Wow, đỉnh cao quá. Ây trời ơi là trời, cái thuốc gì đâu mà uống vô xong bay lên trời, cái đầu té chết queo luôn bạn ơi, gì kỳ quá vậy. Ủa cô ơi cô, tính ra là cái thuốc hồi nãy á, cô chọi cho bạn Mr. Dịch nè, xong bạn nó bay lên, rồi bạn nó rơi xuống có bị gì đâu, mà sao tự nhiên em bay lên xong em rơi xuống cái đầu em chết queo luôn. Hình như hai bình chọi cho em là hai bình hết hạn sử dụng thì phải, cô chọi nhầm nước nhầm thì chọi, tôi mạnh ghê, chọi sướng ghê. Trời ơi, ông Dịch này ông bay lên trời, ông rơi xuống không bị gì, mình té cái xong mình chết queo luôn bạn ơi, cái gì kỳ vậy. Từ nãy giờ á thì em nói thật á là em cũng bái phục cái gì ta, cái trình độ chế tạo thuốc của cô á, thuốc gì cô cũng có thể chế tạo được đúng không cô? Đúng vậy, tất nhiên rồi. Nhưng mà em á thì em vẫn chưa tin đâu, tại vì á là từ nãy giờ á thì em thấy có rất là nhiều những cái loại thuốc mà cô có lẽ là cô sẽ không chế được đâu. Trên đời này chả có loại thuốc gì mà cô không chế được hết á. À, vậy hả? Vậy bây giờ em hỏi cô nha, cô có thể chế tạo được một cái loại thuốc nào mà có thể uống vô rồi người ta sẽ được may mắn không cô? May mắn á hả? Đúng rồi. Có luôn. Được, có. Em đi theo cô này, bên này, vậy? bên này. Có luôn. Có luôn á trời, tính ra là em nói giỡn thôi mà có luôn hả cô, gì cơ vậy? Có chứ. Đây, chính là loại cây giúp chúng ta có sự may mắn và loại cây đấy có tên là hoa cầu vồng. Wow, tính ra từ nãy giờ là em thấy là cây hoa này là đẹp nhất luôn á cô. Nó lấp lánh cái gì ánh kim tím gì nè, đẹp ơi là đẹp luôn. Ủa mà cái cây này đem lại may mắn thiệt hả cô? Đúng vậy, nhưng mà tuy nhiên để chứng minh cho may mắn thì khá là khó, tại vì may mắn là cái gì đó rất là kỳ diệu, để mà chứng minh thì khó đó nha. Không sao đâu, bọn em không cần chứng minh sự may mắn đâu, bây giờ cô cho bọn em xem cái bình thuốc may mắn như thế nào thôi được rồi. Bình thuốc may mắn đó hả, nó sẽ có một màu xanh như thế này đây. Ê cái màu này y hệt màu của Camui luôn á Dịch. Ôi mà khoan, vậy thì bây giờ cô cho bọn em xin cái bình thuốc này được không? Hay là cô nói dối, nhiều khi bình này không phải bình thuốc may mắn đâu, nhiều khi bình này bình thuốc gì ấy, cô nói dối bằng em đúng không? Đúng rồi. Thôi được rồi, cô ưu tiên cho em một lần duy nhất đấy nha. Đây, cô cho em bình này đó. Dạ. Xịn quá vậy, đẹp quá vậy. Trời ơi. Mọi người, bây giờ nha, tôi nói mọi người nghe nè. Từ nãy giờ là bọn mình sử dụng rất là nhiều những cái loại thuốc phép thuật rồi. Bây giờ tôi có được một cái bình thuốc phép may mắn duy nhất từ nãy giờ cô cho tôi. Bây giờ có bạn nào muốn thử không? Tôi. Hả gì? Cái đó nè. Thôi, cái đó nè, tôi nghĩ rằng là ông là quá may mắn rồi. Hôm bữa tôi với ông đi giải cứu Sammy á, xong rồi tôi với ông trở thành người nổi tiếng trong trường rồi luôn rồi. Bây giờ ông may mắn lắm rồi. Đúng rồi. Chứ ôi, tôi nghĩ là ông bây giờ đó. Mày ông á toàn lặng trai dùng, bây giờ điển gái dùng đi hồi em bây giờ toàn đứng nhìn không hả? Ừ ha, tính ra Sammy nói cũng đúng nè, từ nãy giờ là mấy bạn nam nãy giờ sử dụng thuốc phép thuật nhiều rồi, hay là giờ nhường cho mấy bạn nữ đi ha. Mà là chúng ta phải nhường cho con gái chứ. Đúng rồi, phải đó, nhường cho con gái chứ. Thôi được rồi, vậy bây giờ bạn nào sẽ sử dụng thử thuốc may mắn nè? Vậy tôi sẽ sử dụng thuốc may mắn. Hả? Gì Simmy hả? Ê Sammy. Để tôi đây. Sam có nhường cho Simmy không? Tất nhiên là nhường rồi, Simmy là bạn tốt của tôi mà. Rồi ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ nhường cho Simmy. Khoan tự, còn một người mình chưa hỏi ý kiến mà. Mimi ơi. À thôi, Mimi có biết nói chuyện đâu. Thôi kệ đi mọi người. Ok. Simmy ơi. Vậy luôn. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhường cho Simmy bình thuốc phép thuật may mắn này nha. Rồi, cảm ơn nha. Ok nè, chọi nè. Hey. Rồi, ok, chọi người xem rồi đó. Xem có thấy may mắn không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng cảm giác của mẹ thấy may mắn không? Sao mà biết được là may mắn hay không trời? Ha, tính ra mình hỏi kỳ các bạn. Bạn có cảm thấy may mắn không? Làm sao biết được trời? Vậy tính ra thì làm sao chúng ta biết được rằng là Simmy có may mắn hay không mọi người? Ôi, giờ nhờ Simmy tối về mua vé số may trúng may mắn muốn chết luôn. Ha, ơi Simmy, chiều nay về mua vé số, nếu như mà trúng vé số nhớ chia lại cho bọn tôi. Ủa gì, trời tiểu thử may mắn cái này kỹ quá, thôi cái khác đi. Thôi, nói chung là may mắn gì để từ mình test sau. Ok, bây giờ cô cho phép bọn em là đi vòng vòng xung quanh đây để xem coi cái vườn trồng cây thuốc của trường học mình có gì đặc biệt thêm nữa không nha cô. Được, nhưng mà nhớ phải đi cẩn thận đó nha. Dạ, cô yên tâm đi, bọn em đi chung với nhau mà. Ok, mọi người, bây giờ bọn mình đi vòng vòng đây coi xung quanh đây có gì đặc biệt mọi người. Ui, trời ơi. Cây kìa. Trời ơi, cái cây gì mà nhìn nó đáng sợ vậy? Mọi người,
Ủa cái cây này là cây gì mà sao tôi thấy nó có cái miệng bự ơi là bự mà nó có răng bên trong nữa kìa mọi người. Ủa cô ơi, cái cây này là cây gì vậy cô? Cô đâu rồi? Ủa rồi xong. Ủa cô đi đâu mất tiêu rồi? Cô đi luôn rồi. Trời ơi, cô đi mất tiêu kìa. Ê dịch, ông có biết cây này là cây gì không dịch? Cái cây này á, ông nhìn nó coi, miệng nó há ngoác kìa kìa. Nó là cây ăn thịt. Hả gì? Cây ăn thịt á? Ôi. Ông nhìn nó lè cái lưỡi ra, nó lèm kìa. Nó lè lưỡi ra kìa. Ê, vậy có hiểu rồi. Vậy là cái cây này á, là nó giống như là mấy cái con vật ở trong sở thú á. Mình cầm miếng thịt, mình chọi vô cái đầu nó ăn đúng không? Ông núp quá, tôi nói vậy mà ông tin đó. Ông phải nghe nè, cái cây hoa ăn thịt này nó chỉ là cái cây ơi, giống như mình thuần phục con cún con á. Bây giờ ông nhìn nè, tôi đã mang theo thịt rồi nè, đó. Sáng nay tôi đi ăn sáng nhưng mà giờ tôi không ăn nữa. Ông nhìn tôi thuần hóa cho ông coi. Đi ăn. Từ từ, tôi nói ông nghe nè. Cái cây này là cây ăn thịt. Lỡ đâu ông đi vô nó ăn thịt ông rồi sao? Trời ơi, thì ông thịt ông cho nó ăn vậy thôi là đủ rồi. Ông nhúc nhắc quá, ông đi ăn tôi xem tôi thể hiện nè. Cú cú chắc. Ok. Ê, coi chừng nó không ăn cục thịt đó mà nó ăn thịt ông á nha. Ê ơi, ăn thịt đâu em ơi? Mẹ ăn thịt nè. Ôi, này thì chơi ngu à. Này thì chơi ngu ăn thịt nè. Ăn nè. Chơi ngu nè. Ăn cho mày. Ơi, nè, tôi nói cho ông nghe nè, cây này là cây hoa ăn thịt. Cho nên á là bất cứ cái loại gì miễn là có thịt thì nó vẫn ăn chứ không phải là thịt người đó không ăn đâu nha ông. Đừng có lại gần nữa. Trời ơi trời. Đó lại chơi ngu. Trời ơi trời. Ơi. Cây này á nhìn nó vậy thôi chứ tôi nghĩ rằng nó ăn thịt người á chứ không phải là nó ăn thịt bò thịt gà giống bọn mình đâu. Ôi trời. Nè, nãy tôi nghe là nãy cô giáo cho Simmy uống thuốc may mắn á, có khi nào á Simmy vô á Simmy sẽ trở thành người may mắn, không gặp những cái tai họa như là cái cây này nó cắn Simmy không? Ừ ha, tôi cũng đang tính nói với ông nè, hồi nãy á bạn Simmy đã được uống thuốc may mắn rồi. Vậy nếu như mà Simmy uống thuốc may mắn mà Simmy đi vô trong cái chuồng cây ăn thịt này thì liệu rằng cây ăn thịt này nó có ăn thịt Simmy không ta? Ồ. Ê anh em ơi, hay giờ mình bới Simmy mình chọi vô đi. Bới Simmy chạy gì đó. Thôi từ từ bình tĩnh. Đi từ từ. Ui. Wow. Trời ơi. Nó không làm gì Sim hết luôn. Ê Sim ơi, Sim thử chui vô trong giữa cái bụi coi nó bị gì không. Ôi trời ơi bạn ơi, bạn nhìn kìa, trời ơi mấy cây này nó không cắn Sim bạn ơi. Ê vậy đây, ông chui coi. Có mà nãy nó cắn tôi mấy cái mà nó no rồi, nó không cắn Sim nữa. Ông không tin thì tôi đi thử ông coi. À, đó đâu này thì chơi ngu à. Đó ông thấy không, ông không nghe lời tôi nói ông nghe nè, không phải là nó không gì vậy, chọc luôn hả? Này thì chơi ngu à. Này thì chơi ngu à. Đó bạn thấy không, mấy bạn biết lý do vì sao mà dịch bị cắn không? Là bởi vì á là Simmy là một người rất là dễ thương, thì Simmy bước vô thì mấy con này nó không cắn Sim, hiểu không? Đấy, còn ông dịch ông xấu xí vậy, bước vô thế nào cũng bị cắn thôi. Bây giờ ông coi tôi nè, tôi đẹp trai hơn ông nhiều. Tôi bước vô là tôi không bao giờ tôi bị cắn đâu. Ông coi tôi nè nha. Giờ nào các bạn coi mình bước vô cho các bạn coi nha. Xoay. Dễ gì nó cắn tôi. Nè cắn ơi. Ê à. Ôi. Này. Thôi được rồi mọi người ơi. Bây giờ bọn mình đi ra chỗ khác đi. Lại gần vườn cây ăn thịt. Tí nữa thầy hiệu trưởng biết được. Thầy hiệu trưởng la đó. Đi ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Ôi. Mà khoan từ mọi người. Hình như mọi người đi xa xa là nó sẽ lặn. Nó lặn xuống dưới đất đó mọi người. Ôi. Cây này nó có thuật tàng hình luôn á. Thế thì nó mới có thể săn mồi được á trời. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Ôi trời, nguy hiểm lắm luôn á. Thôi đi từ sáng giờ học mệt muốn chết luôn á. Thôi đi về nghỉ ngơi đi trời. Thôi đi về chứ còn chuẩn bị đi ăn nữa. Phong tàu. Ủa cái gì vậy? Ủa cái tiếng của ai à? Ủa phong tàu là tao. Ủa cái con gì phong? Hả? Gì vậy? Ủa trời, bé cây, tự nhiên ngươi đến đây làm gì vậy? Trời ơi, ngươi quen ta rồi hả? Hôm vừa là ngươi bảo với ta là gì? Ta sẽ đem bánh kem cho ngươi, nhưng ngươi gọi là không có đem bánh kem cho ta là sao hả? Cái tên ngu ngốc kìa, hả? Ủa? Tính ra là khi nào mà ta đến thăm thần cây rồi ta thăm ngươi thì ta đem bánh kem cho. Chứ bắt mới gì, bộ ngươi thèm bánh kem đó hay sao ngươi đến tận trường học tìm ta vậy? Ai thèm chứ, chỉ là ta nghĩ ngươi thất hứa thôi, không chịu đâu, ta cần bánh kem. Được rồi, làm ơn im lặng đi, ồn ào quá cái cây này. Mọi người ơi, có ai có bánh kem ở trong người không? Cho tôi mượn cái bánh kem được không? Bánh kem hả? Ủa có hả? Rồi cảm ơn nha. Ủa còn không? Nếu ai còn càng nhiều càng tốt, làm ơn cho tôi đi. Chứ tôi bực bội quá. Ê đây, tôi có nè. Rồi ok, cảm ơn. Ủa khoan từ, sao có bánh kem? Ồ, đây. Lại đây. Nè. Bánh kem. Wow. À, bánh kem của người đó. Ông nhầm. Ông nhầm đâu. Con gì vậy? Hả?
À, tôi quên giới thiệu với mọi người, đây là bé cây, là cháu của cái ông thần cây á. Ờ, mà đúng rồi, một tí nữa đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về ông thần cây đó sau. Còn bây giờ thì ê, bé cây, bây giờ bánh kem có rồi đó, ngươi mau về nhà đi, không thôi là ông nội ngươi lo đó. Về đi. Thôi, tao biết rồi, tao ăn nha. Ông nhông, bye bye. Thôi, đi về đi. Trời ơi là trời. Ê, tính ra hồi nãy mọi người, tôi cho nó hai cái bánh kem xấu nhất, còn cái bánh kem đẹp nhất tôi giữ lại. Ôi, à, ôi, ôi, giữ đi. Ừ, thì mình phải vậy chứ, bánh kem đẹp mình giữ lại chứ. Thôi rồi, bây giờ. Sau lưng kìa, Phong ơi, sau lưng, sau lưng. Phong ơi, để sau kìa. Mày nói gì kìa. Ôi, cho nó nốt kìa. Thôi nè, đó, cho ngươi luôn. Thôi rồi, cho ngươi đó, ngươi làm ơn, ngươi đừng khóc nữa, ok. Thôi. Trời ơi, thôi, thôi, dài, dài, mọi người ơi, kể đi, bực bội con bé cây điểu à. Thôi, dài, mọi người ơi. Dài, dài, dài. Ây, tính ra là hôm nay một cái buổi học vui ơi là vui luôn á mọi người. Mình được tìm hiểu rất là nhiều những loại thuốc quý hiếm luôn, xịn ghê luôn á trời. Ủa, mà khoan, từ từ mọi người ơi. Hình như là, từ điểm danh coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình nữa là 7 người. Ủa, mà khoan, hình như là bọn mình để quên cái gì đó hay sao mọi người ơi. Trời ơi, chắc là không quên gì đâu, giờ đi về rồi, đói lắm rồi. Đúng rồi, đói lắm rồi, Phong ơi. Ủa, không quên gì hết hả? Ủa kỳ ta. Không, về thôi, đói. Sao mà mình có cảm giác như là mình đã quên một cái điều gì đó thì phải. Ờ, chắc không có đâu, thôi ơi, đợi tôi với, tôi về tôi ăn chung với mọi người, đợi tôi. Mọi người ơi, chờ tôi với, tôi còn bị chậm nè.